Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Lời cầu nguyện cho các vị tiên tri tương lai, phần 1 trên 3. Trên giữa thầy và trò, giảng bằng tiếng Anh và Trung Hoa vào ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2013 tại Pháp. Chào, cô trở lại hả? Không ở nhà kiếm tiền sao? Cô cứ đến liên tục thế. Con nhớ sư phụ, cô nhớ tôi. Dạ, cô vừa mới ở đây cách đây 2 tuần. Người tới đầu tiên. Vì bây giờ cô không có bạn trai, cho nên mới như vậy, phải không? Không có nạn nhân mới hả? Được rồi, quý vị. Lần sau như thế này, mình mở cửa này và mở tất cả cửa sổ. Được rồi, như vậy. Đúng rồi, chỉ vậy thôi, kéo ra, đừng mở lớn quá. Đúng rồi, không phải. Luôn luôn làm quá. Phải rồi. Giống như khi tôi nói không ai nấu cho tôi, rồi sau đó 10 người nấu cùng một lúc. Nấu món súp thuần chay, 6 món rau trộn, 10 món ăn chính khác nhau. Ôi trời ơi. Như vậy đó. Và khi không ai nấu thì không có gì hết. Buồn cười. Ai là người mới đâu? Giơ tay lên xem. Cũng có một số trên lầu phải không? Người Hoa. Người Hoa trên lầu. Dạ. Người Hoa mới tới cũng ở trên lầu hả? Được. Hay lắm. Hôm nay không ai hỏi gì à? Không. Vậy thì tôi sẽ làm gì đây? Hôm nay tôi không có việc làm. Thật ra hôm nay tôi rất buồn. Sao vậy sư phụ? Tôi mới nghĩ tới tất cả những vị tiên tri và minh sư đáng thương. Khi còn tại thế, các ngài bị tấn công, hành hung, hay bị bôi nhọ, hay bị giết bằng nhiều cách tàn nhẫn. Và sau khi các ngài chết, một số người xây nhà thờ rất lớn, chùa chiền lớn, và đền thờ bất cứ gì, và rồi vẫn bị giết. Giết thanh danh của các ngài, nói rằng Chúa Giêsu ăn cá, Phật ăn giò heo, và tiên tri Mohammed bảo họ giết người, đủ thứ chuyện. Thật buồn, thật buồn. Tất cả đều lấy danh nghĩa của các vị đại minh sư vô cùng từ bi, vô cùng nhân ái, vô cùng khoan dung, hết lòng thương yêu muôn loài. Ngay cả những chú chim nhỏ và những con cừu non, các ngài đều thương chúng. Làm sao các ngài có thể bảo ai đi ra ngoài giết người khác? Và bây giờ họ còn giết nhau trên danh nghĩa của các vị tiên tri hay các vị minh sư nữa. Ý tôi là bây giờ ít hơn, nhưng trước đây ngay cả tín đồ Tin Lành giết tín đồ Cơ Đốc giáo hay bất cứ gì. Và bây giờ Hồi giáo Shia giết Hồi giáo Sunni, phái Sunni giết phái Shia, bất cứ gì. Ôi, thật đáng sợ. Sau khi tôi chết, đừng tạo ra bất cứ tôn giáo nào từ giáo lý của tôi nha. Chúng ta đã có đủ tôn giáo và giết chóc vì cuồng tín tôn giáo trên thế giới này rồi. Ôi, thật kinh hoàng. Tất cả các vị minh sư đau khổ rất nhiều vì tất cả chúng sinh khi các ngài còn tại thế, và sau khi các ngài vãng sinh, người ta vẫn còn bôi nhọ thanh danh của các ngài, bôi nhọ và tàn sát trên danh nghĩa của các ngài. Chúng ta không phải đáng sợ sao? Con người thật kinh khủng, loài vật thậm chí còn không làm vậy. Chúng chỉ giết có lẽ vì lý do cá nhân nào đó, để ăn hay có lẽ tranh nhau. Nhưng chúng không giết hàng loạt và không lấy danh nghĩa đầu đàn của chúng bất cứ gì. Hôm nay tôi rất buồn.
Có lẽ hôm nay chúng ta nên cầu nguyện cho tất cả các vị tiên tri trong tương lai. Tất cả những vị minh sư tốt, các vị kim sư trong kiếp này và những kiếp về sau, để giáo lý của các ngài sẽ thật sự được thấu hiểu và thực hành, để các ngài không bị giết về mặt thể chất, tinh thần, tâm lý, hay tình cảm, hay bất cứ gì. Điều này thật kinh hoàng. Ý tôi là tất cả các vị minh sư giả thì vui hưởng. Họ hưởng thụ rất nhiều. Chỉ các vị chân sư mới chịu khổ. Những vị minh sư giả thì nổi tiếng và họ có đủ các thứ. Không phải vị chân sư muốn như vậy hay là bất cứ chuyện gì. Ít ra các ngài muốn có bình an nhưng không được an bình. Và thậm chí ngày nay, chỉ cần nghe tiếng trực thăng ầm ĩ bay ngang qua là tim tôi đã đập mạnh rồi. Hay tiếng động nào bên ngoài là tôi nghĩ có người xấu đang đến. Và đôi khi tôi ngửi được mùi khói, tôi nghĩ có người đang đến đốt khu vườn của tôi hay là nhà của tôi lần nữa. Đủ loại áp lực về tâm lý. Quý vị có thể tưởng tượng ngày nay chúng ta có quá nhiều tự do mà vẫn còn như vậy đó. Còn có truyền thông tốt, ý tôi là kết nối mạng Internet, mọi thứ mà vẫn còn như vậy đó. Thử tưởng tượng vào thời của tiên tri Mohammed. Xin hòa bình đến với Ngài và Minh Sư Giê-xu và Chư Phật và Ngài Mahavira, Krishna, bất cứ ai, Đạo Sư Nana. Trong tiền kiếp, có thể còn khó khăn hơn nhiều. Hôm nay tôi rất buồn, buồn lắm. Tôi thiền thật nhiều. Rồi tôi nhớ lại tất cả điều này và tôi rất buồn. Dù sao, có lẽ chúng ta nên có một phút cầu nguyện trong yên lặng cho tất cả các vị tiên tri trong tương lai rằng nhân loại sẽ không hành hung các ngài và chỉ lắng nghe giáo lý của các ngài. Ít ra để các ngài được yên ổn nếu họ không nghe. Rồi, chúng ta thiền. Được ha, quý vị? Ồ, lúc nào cũng thiền thì tốt quá, phải không? Quý vị cảm thấy dễ chịu khi thiền nhiều giờ ở đây chứ? Dạ có, sư phụ. Thật sao? Dạ thật. Và ăn ít hơn, phải không? Dạ phải. Ý tôi nói ăn súp thuần chay đúng không? Dạ đúng. Quý vị ăn ít đi hay là ăn thêm vài tô nữa? Trong trường hợp súp tiêu hóa nhanh, quý vị phải ăn thêm. Ồ, thật sự, đôi lúc mình ăn ít thì cảm thấy thật dễ chịu. Dạ phải không? Phải hay không? Dạ phải. Không, quý vị nói dối. Có thật vậy không? Dạ thật. Đối với tôi thì thật, cho nên tôi không chắc. Đối với quý vị thì sao? Dạ thật, rất dễ chịu. Được, được rồi, không sao. Quý vị cần ăn bao nhiêu thì ăn. Cứ thiền thêm là được rồi. Chính tôi phải thiền ít nhất mỗi ngày 10 tiếng. Cho nên tôi thắc mắc, tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng? Đôi khi thiền nhiều thì mình không cảm thấy muốn ăn, nhưng vì lý do nào đó mình phải ăn, thì cứ ăn đại gì đó, rồi nhanh chóng đi thiền, món gì đó dễ tiêu hóa, thức ăn không quá nhiều dầu, nhé, hay là một ít thức ăn sống, đồ luộc, dễ mà. Chỉ ăn một ít đồ luộc và hâm nóng, một ít hem làm sẵn hay gì đó. Hem thuần chay chứ, xin lỗi. Nếu tương lai mà họ ghi chép, họ sẽ nói sư phụ Thanh Hải ăn hem. Phải, tôi tin chắc họ sẽ nói vậy. Và nếu tôi nói sữa vì quên nói đậu nành, thì thành ngài uống sữa và như bất cứ gì, phó mát. Chúng ta luôn nói phó mát. Khi tôi mời quý vị đến nhà bếp của tôi nói đây, ăn thêm một ít phó mát nữa, nhớ không? Vì giữa chúng ta mình biết đó chỉ là phó mát thuần chay, nhưng nếu được ghi chép lại, in ra sách, chuyền đi vòng vòng, tới hàng ngàn năm sau đó thì nó trở thành tôi ăn phó mát. Ngay cả phó mát thuần chay tôi cũng không ăn nhiều lắm.
Nhưng như vậy đó. Vì thế tất cả các vị tiên tri đã bị hiểu lầm rất nhiều. Rất nhiều và rất nhiều. Nhất là khi nói về thức ăn. Quý vị không nghĩ thật buồn cười sao? Chúa Giêsu ăn cá. Và thậm chí còn bẻ cá cho người ta ăn. Làm sao mình có thể bẻ cá? Hầu như nếu mình bẻ, đó là bẻ bánh mì phải không? Hay là bẻ bánh món gì đó? Bẻ cá cho người ta ăn. Trời ơi! Và thậm chí cho 500 người ăn. Trời ơi! Sự phiên dịch. Đôi khi họ hiểu vậy đó. Chữ đó được viết giống như những thứ khác, giống như nho, thế dụ vậy. Không biết họ đã nghĩ gì mà họ để cá vào trong đó vì họ không nghĩ ra được rằng vị minh sư chỉ cho đệ tử nho, thành thử nhất định là cá vì họ thích cá. Hiểu ý tôi không? Và Đức Phật đã ăn nấm mọc dưới mặt đất. Và heo thích loại nấm này. Heo dùng chân hay mõm để đào lên ăn. Cho nên họ cũng gọi là giò heo ở Ấn Độ. Thế là thành Đức Phật ăn giò heo. Ôi, kinh khủng! Và họ tin điều đó. Ngay cả bây giờ tôi còn sống mà có nhiều chuyện còn bị hiểu sai nữa là làm sao các vị tiên tri thậm chí sống lại chỉ để đính chính một số hiểu lầm. Và cho dù các ngài trở lại, người ta có thể nào nhận ra các ngài không? Tôi có đọc đâu đó về cuộc đời Chúa Giêsu, ngay cả chính Ngài đã tiên đoán, nói rằng Ngài sẽ đầu thai trở lại làm phụ nữ và sẽ không ai nhận ra Ngài. Ví dụ như vậy. Vậy thì nếu Chúa Giêsu trở lại làm phụ nữ và nói với họ, không, không, ta không hề ăn cá, không, không phải ta, không, không. Mang giày cao gót, quàng khăn the để tóc dài và trang điểm, quý vị nghĩ họ có tin Ngài không? Quý vị có tin không? Họ có tin Ngài không? Dĩ nhiên là không. Họ vẫn còn tìm Chúa Giêsu. Họ vẫn chờ đợi sự phục sinh lần thứ hai. Và tôi cũng kể cho quý vị nghe nhiều chuyện trước đây rồi. Thật buồn cười. Tôi đã kể quý vị nghe về một nhà hàng ăn thỏa thích. Ăn thỏa thích với $5, nhớ không? Lúc đó là lần đầu tiên tôi ở Mỹ. Tôi nghĩ, ôi hay quá, quả là phục vụ có tình thương. Chúng tôi đến đó ăn, để bảo đảm là kinh doanh của họ tiếp tục tốt đẹp. Tôi có một nhóm đông người đến ăn. Chúng tôi tưởng ăn hết khả năng của bạn, nhưng chúng tôi không hề ăn nhiều tới vậy, dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ cần thêm một vài cái chén giấy để chia thức ăn của tôi với các đệ tử chung quanh. Ngay khi họ thấy tôi lấy vài cái chén giấy, họ mang tất cả ly chén đi, lấy đi cất, giấu ở đâu đó. Chúng tôi không tìm ra được nữa. Và chúng tôi hỏi, họ nói không có. Chúng tôi vừa thấy rất nhiều chén ở đó và bây giờ thì không có. Được, dĩ nhiên mình không thể kỳ vọng ăn thỏa thích với $5. Có lẽ thỏa thích được bấy nhiêu thôi. Bất cứ gì đã ăn rồi thì đó là thỏa thích. Ta nói không sao. Xin cho chúng tôi một vài cái, chúng tôi sẽ trả tiền. Nhưng họ đã nói không có. Cho nên họ không thể nói bây giờ thì có. Thành ra là vậy đó. Nhưng trên bàn thờ rất cao có rất nhiều hoa quả và một số thức ăn cho Đức Phật, dành cho Phật đá ngồi trên đó. Tôi thật sự ganh tị. Ta nói, ôi, nhìn kìa, làm Phật đá cũng không đến nỗi tệ, đúng không? Nhưng có điều là Phật đá không ăn gì cả. Đó là lý do họ cúng rất nhiều. Giả sử Phật đá ăn giống như tôi ăn, tôi không chắc là họ có cúng gì không. Hay là sẽ cúng thật nhiều như vậy hoặc cúng thường xuyên. Nói quý vị hay. Thôi, nói nhiều về tiên tri rồi. Bây giờ tôi muốn kể quý vị một chuyện về... Hôm nọ có người hỏi tôi là anh ta nói mọi thứ trên trần gian vốn là ảo tưởng hết, có nghĩa là số không như mơ, vốn là như vậy. Thì nghiệp quả cũng là số không. Điều đó có nghĩa là nếu đứt tay thì quý vị không bị đau, phải không? Có cảm thấy đau không? Ngay cả nếu có người nhéo quý vị. Khi gặp tai nạn hay đại khái chuyện gì đó, quý vị cầu nguyện như
như thiên đàng cầu sư phụ giúp đỡ. Vấn đề là linh hồn bám chặt vào thân thể và đầu óc. Vì thế linh hồn được cho cơ hội để làm việc thiện lành trên thế giới này hay là chỉnh đốn bất cứ việc gì mà linh hồn đã làm sai trong thân thể đó, đã làm sai trong quá khứ. Nhưng đôi khi linh hồn trở lại, linh hồn biết, linh hồn đã hứa sẽ làm việc thiện lành vậy tốt, nhưng thân thể đầu óc không chịu nghe, đầu óc không vâng lời và làm đủ chuyện sai trái. Rồi trong trường hợp đó, linh hồn sẽ chịu trách nhiệm. Đó là lý do chúng ta phải làm tốt, để linh hồn có thể được tự do. Ý nói là mọi người không phải đồng tu. Đồng tu đã được tự do vào lúc thọ tâm ấn. Linh hồn có thể đến tự do, đến và đi bất cứ khi nào linh hồn muốn, nhưng vẫn dính sợi dây buộc tới khi quý vị chết. Dĩ nhiên rồi, sợi dây bạc. Bây giờ, dù là đồng tu, nếu quý vị làm việc gì đó sai trái, linh hồn vẫn biết được điều đó, và giáo chủ nhân quả đã ghi chép lại hết. Mọi thứ đều là ảo tưởng trong thế giới này, nhưng giáo chủ nhân quả không phải là ảo tưởng. Ông ta ghi lại mọi việc quý vị làm, tốt hay xấu. Và rồi ông ta bắt linh hồn phải chịu trách nhiệm. Cách thức là như vậy. Giống như quý vị lái xe hơi, đôi lúc xe tốt, đôi lúc xe không tốt. Nếu xe không tốt, quý vị bị tai nạn. Và cho dù đó là lỗi của chiếc xe, quý vị vẫn phải trả tiền phạt cho bất cứ chuyện gì mình đã làm. Hay bảo hiểm của quý vị trả, nhưng bảo hiểm của quý vị cũng chính là mình trả. Hay khi thiệt hại tới mạng sống, thì đôi khi quý vị thậm chí phải vào tù, dù chiếc xe xấu hay tốt. Vì quý vị có trách nhiệm bảo quản chiếc xe được hoàn chỉnh. Đó là những gì họ nói. Quý vị phải chăm lo cho xe của quý vị tốt. Tại sao quý vị không chăm sóc chiếc xe trước khi lái ra ngoài? Rồi bây giờ vì tai nạn, quý vị đã làm người nào đó chết. Cho nên luật là như vậy. Vì vậy, cho dù quý vị đã thọ tâm ấn rồi, tôi đã dặn quý vị giữ năm giới và thiền để cho đầu óc có thể dễ khuất phục hơn và linh hồn có thể dễ dàng hướng dẫn đầu óc, chỉ bảo thân thể phải làm gì. Đó là vấn đề. Vì linh hồn bảo đầu óc phải làm gì, đầu óc lại nói với thân thể một cách khác. Đó là vấn đề. Giống như bây giờ, tôi bảo quý vị mở cánh cửa đó và rồi quý vị mở toàn bộ ra, kể cả màn. Không sao. Nhưng đó là một chuyện nhỏ, chỉ ví dụ thôi. Linh hồn chịu trách nhiệm khi nó bị kẹt trong thân thể này để làm việc tốt, để hướng dẫn thân thể phải làm gì, đầu óc phải làm gì. Nhưng đầu óc lúc nào cũng xen vào giữa. Và thị giả của tôi cũng giống vậy. Tôi bảo họ phải làm việc đó, nhưng họ không làm, vì họ nghĩ một cách khác. Họ nghĩ, ồ, không thể như vậy được. Thế là họ làm những gì họ muốn, thậm chí như vậy đó. Được rồi. Bây giờ, quý vị có câu hỏi gì không? Những người mới? Không có à, chỉ cười thôi à. Tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là quý vị khai ngộ như vậy tốt. Tôi đi gặp những người trên lầu và tôi sẽ trở lại nhé. Cảm ơn sư phụ. Và chúng ta sẽ có một chương trình khác. Quý vị nghe họ vỗ tay không? Dạ nghe. Họ đang đợi ngài. Tưởng đâu chúng ta bí mật nói chuyện ở dưới lầu chứ. Gặp lại quý vị sau. Cảm ơn sư phụ. Thương quý vị, thương sư phụ, cảm ơn sư phụ. Chào. Người Hoa. Dạ, Formosa, Đài Loan. Formosa. Tất cả là người Formosa, Trung Hoa Đại Lục. Có người Trung Hoa Đại Lục, được, tốt. Đại Lục và Tiểu Lục. Quý vị thích không? Dạ thích. Gặp tôi không bao giờ chán, phải không? Dạ không. Được. Có người nào mới không? Mới, người mới. Lát nữa, cả người mới lẫn cũ đến phòng triển lãm nha. Tôi đã gặp người Trung Quốc và bây giờ sẽ gặp người Formosa Đài Loan. Bằng không, quý vị sẽ rất ganh tị. Quý vị có ganh tị không? Dạ có. Phải, tôi biết, tôi biết.
Hôm nay tôi có nhiều thời giờ hơn, tôi có thể gặp quý vị thêm nhé. Dạ, xin lỗi, tôi đã gặp đồng tu từ những quốc gia khác nhau mấy ngày nay. Quá nhiều quốc gia, không phải là tôi phân biệt. Nhưng quý vị đã gặp tôi nhiều năm ở Formosa, Đài Loan rồi. Những người từ các nước khác hiếm khi gặp tôi, ngay cả những người Âu Châu cũng hiếm khi gặp tôi. Những người từ mọi quốc gia hiếm khi gặp tôi, ngoại trừ người Formosa gặp tôi nhiều nhất, cho nên không phải tôi phân biệt và không muốn gặp quý vị. Nhất là những người từ Trung Quốc, tôi thường gặp họ trước. Người Formosa đã gặp tôi nhiều năm rồi. Nếu quý vị chưa gặp tôi khi tôi sống ở đó, thì đó là lỗi của quý vị. Quý vị đáng bị như vậy. Tôi sống ở đó nhiều năm. Nhưng quý vị không bận tâm đến gặp tôi sau khi tôi đến đây. Quý vị lại vội vã đến gặp tôi. Không dễ cho người Trung Quốc đến đây. Cũng không dễ cho người Âu Lạc Việt Nam, phải không? Cho nên tôi gặp họ trước. Không phải là phân biệt. Hiểu không? Dạ hiểu. Xin thứ lỗi cho tôi. Cảm ơn quý vị. Tiếng Formosa. Có câu hỏi gì không? Những người mới. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau sau ở đằng kia. Dạ. Tôi để dành một ít bánh thuần chay cho quý vị. Tuyệt vời. Ồ, người đại hàng cũng ở đây. Người đại hàng về rồi hả? Dạ, dưới lầu. Họ ở dưới lầu. Chỉ vài người. Những vị xuất gia đó đi rồi. Có bốn vị xuất gia. Họ đi rồi. Dạ, họ đi rồi. Họ đi khi đến lúc phải đi. Lạ thật. Những người bận công việc thì mong muốn ở. Còn mấy người xuất gia thì lại nôn đi về. Có lẽ họ nghĩ ở đây đông quá, cho nên họ nhường cho người khác có chỗ. Người xuất gia làm vậy là đúng rồi, tốt. Có lẽ sau khi ở đây một tuần, họ ngoan ngoãn trở về. Bạn làm việc ở trên đó à? Dạ, tất cả quý vị. Quý vị đã làm gì? Chỉ nấu súp thuần chay mỗi ngày, dễ quá. Ồ, cô Mỹ vẫn còn ở đây hả? Dạ phải. Cô có thể ở lại lâu? Dạ, không vấn đề gì. Dạ, không vấn đề gì. Còn những người Thái khác vẫn còn ở đây chứ? Dạ không. Họ đi hết rồi, chỉ còn cô. Dạ, ôi chào. Cô Mỹ thường lái xe cho tôi. Ở Thái Lan. Hay quá. Cô ấy là con gái mà lái xe rất giỏi, thượng hạng. Cô ấy cũng là hộ pháp của tôi. Cô ấy trông rất mạnh mẽ nên người ta sợ cô ấy. Bởi vì đa số người Thái đều nhỏ con, mảnh mai. Nhưng cô ấy thì không. Cô ấy có gương mặt tròn là biểu hiện của một người nhiều phước báo theo truyền thống Trung Hoa. Người ta sợ cô ấy khi nhìn thấy cô ấy và cô ấy lái xe rất giỏi. Cô ấy cũng hiểu tôi rất rõ. Cô ấy cởi mở và thông minh. Bất cứ gì tôi làm, cô ấy cũng đồng ý. Cô ấy hiểu tôi. Cô ấy rất khai ngộ. Bây giờ cô ấy nhớ tôi, cho nên cô ấy đến đây và cố gắng ở lại càng lâu càng tốt. Cô ấy là tiếp viên hàng không. Lẽ ra cô ấy không làm như vậy. Có lẽ cô ấy đã kiếm đủ tiền. Bây giờ cô ấy muốn nghỉ việc. Cô ấy không muốn làm việc nữa. Cha của cô vẫn vui vẻ với cô, hay là ông ấy vẫn còn muốn trả tiền để đưa cô ra ngoài? Bây giờ ông ta có vui không? Dạ cha con vui thưa sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Được, không có gì. Trước đây cha cô ấy thường muốn trả tiền cho cô ấy để bắt cô ấy dọn ra khỏi nhà. Cô ấy không có việc làm mà chỉ thích ở nhà thiền. Nhưng cô ấy rất tử tế, rất tốt. Mọi người đều tốt về những khía cạnh khác nhau. Cô ấy rất tốt. Được, nếu không có gì ở đây, tôi đi gặp người Tây Phương trước nha. Và những người mới đến. Sau đó, tôi sẽ gặp người Formosa Đài Loan chung với nhau. Dạ, cả người mới lẫn người cũ, có ai vội đi không? Hay là sẽ đi trong vòng vài giờ nữa không? Quý vị có thời gian không? Dạ, ngày mai. Quý vị sẽ ở lại tới ngày mai.
Tôi nên gặp ai trước đây, người Tây Phương hay người Formosa? Để tôi nghĩ lại. Tôi sẽ gặp người Formosa trước. Dạ. Được, xem này. Tôi nợ quý vị bao nhiêu? Tôi đã gặp người Trung Quốc rồi. Nếu trong vườn có chỗ thì hôm nay để họ ngồi bên ngoài, người Formosa ngồi bên trong. Đừng ganh tị. Được rồi, tôi sẽ gặp quý vị. Cảm ơn sư phụ, tôi thương quý vị rất nhiều. Chúng con cũng thương sư phụ, tôi thật sự thương quý vị. Gặp quý vị sau nhé. Được rồi. Sư phụ đẹp quá. Có ngoại nào ở đây không? Có ngoại nào ở bên ngoài phía sau không? Có ngoại nào không? Ở đây có ai già không? Có bao nhiêu người già? Tôi không thấy ai. Bác có được tính là người già không? Ba ngồi ở đây. Thoải mái hơn. Đứng dậy, con không dám. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Chỉ là cái ghế thôi mà, sao bác không dám? Ngồi đây thoải mái hơn. Có bao nhiêu người già nữa ở đó? Bác cũng là người già. Hai người ngồi với nhau cho có bạn. Đến đây, đây, đây. Bác ngồi đây. Còn ngoại nào nữa không? Bác đi lên ngồi ở đó. Để bác gái ngồi ở giữa. Đến đây. Bác ngồi đó. Để bác gái ngồi đây. Còn người già nào nữa không? Đến đây, đến đây. Ờ, đến đây. Quý vị từng trông rất trẻ, còn bây giờ trở thành như vậy. Ngồi, 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 ngồi. Người già hơn nên ngồi phía trước, thoải mái hơn nhé. Hãy để người già ngồi phía trước, ít ra ngồi... Đúng rồi, ngồi phía trước. Ở đây rất tốt, rất tốt. Ngồi phía trước. Có một chỗ nữa. Người nào đến trước thì có thể ngồi. Kính lão đắc thọ. Cho nên đừng ganh tị. Đây này. Tôi chỉ có một gói này. Cho nên ai có phước báo thì được. Tất cả người Formosa Đài Loan đều ổn chứ. Phải không? Họ ngồi phía trước đó. Tốt, tốt. Đúng rồi, phải rồi. Được, tôi sẽ bắt đầu ném. Dạ. Hết rồi. Ồ, còn nữa. Đây chỉ là cho mấy ngoại thôi. Dạ. Họ có ít cơ hội hơn. Những người trẻ có lẽ còn nhiều cơ hội hơn, phải không? Dạ, phải. Được rồi. Đây. Cái này rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Thuần chai. Thuần chai. Như vậy thật vui. Sư phụ thật tuyệt diệu. Quý vị cũng muốn có cái này chứ? Dạ. Quý vị chắc là giỡn. Sư phụ có đụng đến rồi. Chia nhau, chia nhau. Dạ. Mỗi người một cái. Dạ. Tôi không có thời giờ để mua sắm.
Cái này dễ ăn hơn. Cho mấy người già đến đây. Quý vị người già ăn đi. Không có nhiều. Lát nữa từ từ ăn. Mỗi người lấy một cái và truyền đi. Và rồi ăn cái này nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đây là ô liu. Quý vị có muốn ăn không? Dạ muốn. Quý vị giống như bị bỏ đói hàng trăm năm vậy. Cái này quý vị có rồi ha? Dạ, dạ. Quý vị có cái này chưa? Dạ chưa. Chia nhau, chia nhau. Mọi người chia nhau. Dạ. Mở ra rồi chia nhau. Tốt, vậy thì tôi không phải dọn rác. Mấy cái này họ muốn tất cả. Ở phía sau. Cảm ơn sư phụ. Chia nhau một chút được chứ? Dạ. Chúng ta không cần phải dọn dẹp rác ở đó. Họ thích lấy làm kỷ niệm. Không còn nữa à? Dạ, không còn nữa. Không còn nữa, chỉ còn lại cái này. Cho phía sau, cho phía sau. Được rồi. Sư phụ thật tuyệt vời. Cảm ơn sư phụ. Máy vi âm cũng sợ quá. Đấy nha. Mọi người ổn chứ? Tất cả ổn chứ? Dạ. Được ha. Cảm ơn sư phụ. Mấy người phía sau có chút gì rồi chứ? Dạ có rồi. Tốt lắm. Không có thời gian để đi chợ mua đồ. Chúng ta không có nhân lực. Nên cái này chỉ cho vui thôi. Dạ vui. Dạ cảm ơn sư phụ. Có câu hỏi nào không? Dạ không. Có tin gì vui không? Chỉ đến đây để ăn bánh thuần chay. Mọi việc ở Formosa Đài Loan đều tốt đẹp chứ? Dạ. Tôi không có gì phải lo lắng về quý vị. Cảm ơn sư phụ. Được. Quý vị đã được thiết đãi đặc biệt, cho nên đừng than phiền nữa nha. Cảm ơn quý vị đã đến gặp bà ngoại của quý vị. Cảm ơn sư phụ. Giờ quý vị tự do đúng không? Dạ. Chỉ việc mua vé và lên máy bay thôi, không cần chiếu kháng hay thứ gì khác hết. Dạ. Làm sao mà hay quá vậy? Cảm ơn sư phụ đã ban ân điển. Thật tuyệt. Trước đây quý vị thậm chí không thể qua Mỹ, giờ thì có thể đi bất cứ lúc nào. Dạ, Âu Châu nữa, dạ. Thật tuyệt vời, phải rồi. Quý vị có thể ở lại Anh Quốc 6 tháng, hay quá. Quý vị tuyệt vời hơn bất cứ ai khác. Đó là do lực lượng tuyệt vời của sư phụ. Chỉ một hải đảo nhỏ, thế mà thiên hạ mở cửa cho quý vị tới bất cứ lúc nào, mời đến. Chào mừng. Đúng là nên như vậy. Càng tu hành quý vị sẽ có mọi thứ. Tôi đã nói với quý vị rồi, bất cứ gì tôi nói là thật. Dạ, mà quý vị không tin tôi. Chúng con tin. Quý vị có tin không? Chúng con tin. Chúng con chỉ tin vào sư phụ. Tốt, tốt, quý vị chỉ tin vào tôi. Tôi chỉ nói sự thật và không bao giờ nói dối. Dạ, chỉ thỉnh thoảng thôi. Không, không thể nào. Tôi không nói dối về bất cứ gì. Tôi không hại một ai. Mấy người phía sau có thấy tôi không hả? Tội không? Có còn hơn không, đúng không? Phải rồi, chúng con có thể thấy ngài. Thấy được hả? Một số bị che. Không thấy tôi. Dời cái đèn đi. Thì có thể thấy tôi.
Thấy được chưa? Rồi. Có tin vui nào từ Formosa Đài Loan không? Tin tức? Rất nhiều hả? Không có à? Không có tin vui à? Bãi biển thế nào? Dạ, sẽ có lễ mừng trung thu. Dạ, sẽ có lễ mừng trung thu, thưa sư phụ. Cho ai? Dạ, cho đồng tu. Đồng tu. Và cho thân nhân bạn bè của chúng con. Quý vị sẽ làm gì? Sẽ có các gian hàng do nhiều trung tâm dựng lên. Mỗi trung tâm sẽ có một gian hàng phục vụ món ngon địa phương. Còn gì nữa? Và cắm trại. Chúng ta có thể ở lại qua đêm ở đó. Lớn lắm hả? Dạ. Mọi người sẽ dựng lều à? Hay là một quảng trường lớn? Họ có thể dựng lều hay ở tại khách sạn. Khách sạn, à, nếu có đông người, họ có thể ở lại và thiền nơi đâu? Nếu có đông người, họ có thể dựng lều. Vì chỗ đó lớn, cho nên, và có nhiều cây, đa số họ dựng lều. Dạ. Nơi đó có thoải mái không? Dạ, rất thoải mái. Mặc dù có khách sạn và chỗ ở trọ khác, cũng không bao giờ lớn đủ, phải không? Nhớ đặt trước khách sạn, nhà nghỉ, những nơi thoải mái. Có mái che cho người già, phụ nữ mang thai và trẻ em nha. Còn những tay ăn khỏe như anh, mấy tay lực lưỡng có thể ở lều. Dạ, sắp xếp cách đó nhé. Dạ, giữ nó như vậy từ giờ trở đi nhé. Dạ, nếu quý vị muốn ở trong phòng thoải mái thì già mau lên. Rồi quý vị có thể ở trong nhà. Đàn ông không thể mang thai. Để một gói thiền hay cái gì trong đó. Tôi muốn vào. Nhớ nha, người yếu, người bệnh, người già, phụ nữ mang thai hay trẻ em có thể ở trong nhà. Vậy nhé. Dạ, nhớ giữ như vậy. Dạ, chỗ đó đẹp không? Tôi nghe nói là đẹp. Dạ, rất đẹp. Có thấy biển không? Dạ, thấy. Quý vị có bơi đó không? Dạ, có. Quý vị cũng có thể bơi ở đó. Dạ. Có gần đó không? Dạ, gần. Gần cỡ nào? Dạ, ở bên cạnh. Đi bộ thôi hả? Dạ. Đi bộ bao lâu? Dạ, 1 phút. Chỉ 1 phút. Hay quá, ở ngay biển. Dạ. Quý vị may mắn quá. Ở đây, thậm chí không thấy được biển. Dù ở cạnh biển, bị cây cối che khuất. Bằng không, biển ở gần bên nếu đi ra ngoài. Và lái xe tới khoảng trống, quý vị sẽ thấy biển ngay lập tức. Có đi bơi ở đây chưa? Dạ có. Dạ chưa. Anh đã bơi? Dạ. Anh bơi ở đây. Dạ, con có bơi, thích lắm ạ. Anh đi với những người khác. Lỡ như anh không thể trở lại thì sao? Đừng bơi xa quá. Và tốt hơn là nên có những người khác chung quanh vậy nhé. Dạ, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chúng ta biết. Bằng không, gia đình có thể gọi và hỏi. Tôi nghe nói con trai tôi đi bế quan mà sao lâu quá rồi, không thấy nó về. Có tin gì vui không? Bây giờ quý vị ăn xong bánh thuần chay quy rồi. Có thể nói được rồi. Lúc nãy miệng quý vị đầy không nói được. Hết rồi. Dạ, có một tin vui. Kể tôi nghe. Ở nhà mấy đứa con gái của chúng con đã chuyển sang ăn thuần chay. Tất cả đều ăn thuần chay. Đã 5 năm nay, con trai con thọ tâm ấn. Đứa thứ hai thì rất kỳ lạ. Nó nói vãng sanh mới ăn thuần chay. Con không hiểu. Con trai của nó thảy xăm. Hỏi xem ba nó muốn ăn thịt hay ăn thuần chay. Ba nó nói muốn ăn thuần chay. Sau khi vãng sanh, nó hiểu. Khi còn trong thân thể, đầu óc rất bướng bỉnh. Đôi lúc, nó không thấy được sự việc rõ ràng. Sau khi chết, mọi việc trở nên sáng tỏ. Nó nhận thức được nghiệp xấu của việc sát sanh. Rất nặng nề. Không ai có thể chạy thoát khỏi nghiệp xấu. Ngoài ra, không có thịt để ăn trên đó.
Tốt hơn là nên dần dần làm quen với điều đó bây giờ, bằng không. Khi đi lên đó, sẽ không có thịt gì hết, cho dù quý vị yêu cầu, hiểu không? Những người quá vãng hiểu điều đó rõ hơn, biết không? Bất kể họ ở trên thiên đàng, dưới địa ngục hay trong cảnh giới Atula, họ hiểu rất rõ, họ thấy sự việc rõ ràng mà không bị đầu óc cản trở. Họ có thể thấy rõ hơn và biết việc gì là phước báo và việc gì là nghiệp chướng. Họ biết rất rõ. Đó là lý do sau khi chết anh ta bắt đầu ăn thuần chay. Em dâu khác của nó cũng đã bắt đầu ăn thuần chay. Con nấu gì họ ăn nấy, không giống như trước đây. Được. Họ từng chống đối hả? Họ từng giận dữ đập nồi khi con về nhà. Thật sao? Ôi chào. Không thể tưởng tượng. Bây giờ họ ăn thuần chay. Dạ, tốt, tốt. Họ ăn quen hết rồi. Chỉ là thời gian. Ngày nay rất dễ cho người ta ăn thuần chay. Khi quý vị khuyên người ta ăn thuần chay, họ cũng sẽ nghe theo. Có nhiều lực lượng sẵn có để giúp họ. Trước đây lực lượng yếu hơn và có ảnh hưởng phủ định nhiều hơn. Bây giờ rất nhiều lực lượng khẳng định đã được mang xuống. Rất nhiều, nhiều hơn, cho nên có thể quân bình, dễ tu hành hơn. Dễ tu hành và dễ giảng dạy người khác và dễ sống hòa thuận với người nhà hơn. Họ sẽ dễ dàng lắng nghe quý vị và dễ dàng ăn thuần chay với nhau. Sau khi vãng sanh, chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ. Chúng ta sẽ biết rất rõ tất cả những việc xấu mình làm khi còn sống. Ôi, chúng ta sẽ cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng lúc đó quá muộn. Cho nên nếu không chịu tu hành, khi còn sống, chúng ta sẽ cảm thấy rất hối hận sau khi qua đời. Được rồi, chỉ vậy thôi. Còn ai khác không? Thưa sư phụ, nói đi. Con rất vui là Ngài đã ban cho con một chậu hoa sen ngàn cánh, rất đẹp. Cây đó uống nước trái cây. Ồ, tôi cho cô cây đó hả? Người láng giềng của con nói ông ấy trồng trên ban công đã 10 năm hay 20 năm mà cây không đơm trái nào. Ông ấy không biết tại sao trên ban công của con cây trổ đủ loại trái và có ve sầu, bươm bướm và chuồn chuồn đầy màu sắc. Hoa sen nở hết hoa này đến hoa khác, có hơn 10 hoa sen. Xin cảm ơn sư phụ từ mẫu về điều hoa này. Hoa sen, ngay cả hoa sen cũng nở bông hả? Dạ, chúng thuần chay, chúng uống nước rau quả. Ngay cả cây cỏ cũng thích uống nước rau quả. Chúng uống nước rau quả, rồi mỗi ngày trên ban công của con, còn tắm nắng trong cầu vồng. Cây cũng thích trà. Thỉnh thoảng con cũng đổ lá trà vô cây. Sau khi dùng trà, có lá trà dư còn lại, cho hết vào cây và chúng sẽ lớn rất nhanh. Được, còn ai nữa? Một số sinh viên đồng tu sẽ tổ chức một buổi tiệc tại bãi biển để chào đón sinh viên mới nhập đại học. Tốt, cảm ơn sư phụ. Ngày càng có nhiều sinh viên đồng tu. Tốt, họ thật sự muốn tu hành. Họ là tương lai của đất nước. Dạ, sinh viên rất quan trọng nhé. Đúng vậy. Được rồi, còn gì khác không? Có một ngôi chùa ở Formosa, Đài Loan. Những người ở đó lúc ấy chưa ăn chay. Chúng con đã phát tờ SOS ở đó. Sau khi đọc tờ đó, tất cả 45 người đã chuyển sang ăn chay. Hay quá, cả chùa. Tốt, tại sao chùa đó không trì chay trước đó? Họ thờ cúng thần thánh, dường như họ không ăn chay. Họ theo đạo giáo. Sau khi đọc nội dung trong tờ SOS, họ nói, ồ, chúng ta phải thay đổi, làm sao có thể như vậy được? Đúng, chúng ta nên cứu địa cầu và cứu chính mình. Đúng, 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 cả nhóm này cùng đổi sang ăn chay. Tín đồ đạo giáo đã từng ăn chay. Dạ, tín đồ đạo giáo, công giáo và hồi giáo v.v. đã từng ăn chay. Sau này, người ta không hiểu kinh sách hoặc không muốn đọc, rồi phát sinh thói quen ăn thịt. Ví dụ, có một số người gọi là tu pháp phương tiện, phải không? Họ không phải lúc nào cũng ăn chay. Họ có thể chỉ ăn chay vài ngày, và khi việc này truyền xuống sẽ trở thành một giáo phái khác. Nó sẽ trở thành gì đó như tiểu thừa, Phật giáo tiểu thừa. Tôi yêu cầu mọi người phải ăn thuần chay. Pháp phương tiện là để người ta thử xem họ có thể thọ tâm ấn được không. Đó không phải là điều tôi muốn họ làm. Họ tu tập pháp phương tiện hầu để thọ tâm ấn, để thử trước, sau đó họ nên thọ tâm ấn, nếu không họ không phải là đồng tu chúng ta, hiểu không? Nữa, bên nào? Phía sau. Quý vị ganh tị với họ à? 45 đệ tử, con rất vui, rất vui. 45 đệ tử đều là của quý vị. Cảm ơn sư phụ đã giúp đỡ con bắt đầu nghề thứ hai của mình. Bây giờ con có trang mạng cho người ta
đặt mua cơm hộp thuần chay trong hãng. Mới đầu công ty phản đối điều đó, sau đó họ để con có khu vực chính thức và ủng hộ con. Con đã làm việc này 3-4 năm nay rồi. Hay quá, buôn bán tốt không? Dạ, không đến nỗi. Nhiều người không phải thuần chay cũng đặt thức ăn thuần chay đều đặn. Phải, tốt lắm. Để họ ăn thức ăn thuần chay. Con thật vui sướng mỗi lần con thấy họ đặt thức ăn. Tốt, chúc mừng. Cảm ơn sư phụ, chúc mừng. Còn gì khác không? Rồi. Nếu không còn gì khác, quý vị có thể đi ra ngoài. Tôi thật sự cần gặp người Tây Phương. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi cũng phải thiền, ít nhất 10 tiếng một ngày. Tôi không có nhiều thời giờ. Cảm ơn ngài. Tôi phải chăm sóc cho chó, dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa. Trước khi gặp quý vị, tôi cần phải tắm để sạch hơn. Khi tôi không gặp quý vị, lười một chút cũng không sao. Khi gặp quý vị, tôi phải tắm sạch sẽ. Cảm ơn sư phụ. Được rồi, và tôi phải uống thuốc và ăn thức ăn. Xin sư phụ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Chào mọi người. Có thêm bánh thuần chay trong tủ chén không? Hay là hết rồi? Con nghĩ còn một chút, đi xem thử đi, mang đến đây. Ôi chà, tôi không biết bao nhiêu. Đừng có ôi chà. Đừng có vội ôi chà. Toàn người mới hả? Không, mấy người Tây Phương và các nhóm nhỏ phải không? Và người mới, người Nam Dương, Âu Lạc Việt Nam, Anh Quốc, Hồng Kông, Anh Quốc, Âu Lạc. Âu Lạc bao nhiêu? Dạ. Đại Hàn. Nhóm này nhỏ ha. Đại Hàn. Thái Lan. Thái Lan không có đây. Còn cô? Hungary. Người Thái Lan mang họ đến đây. Chỉ có vài người. Cùng với nhau phải không? Sẵn luôn. Chà, chỉ người Formosa, Đài Loan và Trung Quốc là đông thôi. Vừa rồi họ ngồi đây, họ ngồi đó. Họ ngồi đây, họ ngồi bên ngoài, bên trong, khắp nơi. Và tôi vẫn còn rất nhiều bánh thuần chay. Mỗi người chỉ 1-2 cái thôi. Vậy còn không đủ. Mỗi người có một ít nhưng không nhiều. Bây giờ quý vị đến đây, có lẽ quý vị có một ít bánh ho. Siro ho. Chúng ta có bánh này không tệ ha. Vậy chúng ta ăn một ít bánh này nha. Đưa tôi. Có còn hơn không, phải không? Dạ, hay quá. À. Trời, thật quý giá. Bánh thuần chay hiếm, chưa từng thấy. Tốt. Cứ giả vờ như nó quý giá vậy thì... À, đó. Được rồi, nghe này, để ở đây và giỏ này để dành cho những người chưa có. Mọi người, hãy lấy một cái, chỉ một cái thôi nhé. Lỡ như mình không có đủ, chỉ phòng khi, quý vị chưa có à? Chưa có. Ai chưa có đâu, giơ tay lên xem. Trời mưa rơi lên quý vị. Không phải, ngay cả trước đây họ muốn tất cả cái này, họ muốn cả giấy gói. Người Trung Quốc, người Formosa, Đài Loan, tất cả họ đều muốn giấy gói. Cảm ơn sư phụ. Ồ, bánh này tôi có thể ném, nhưng tôi có thể ăn. Đây, quý vị chia nhau. Chúng ta đâu phải là khỉ, sao vậy? Có ai muốn cái bao không? Quý vị điên rồi.
Cô chưa có. Cô có rồi. Đây, cho mấy người Thái. Đây nhé, đó. Ôi trời ơi, thật vui. Mới hả? Cảm ơn sư phụ. Dạ mới, Âu Lạc mới. Người mới giơ tay lên. Âu Lạc mới, người Âu Lạc mới. Tôi không biết Âu Lạc nghĩa là ai. Được rồi, tôi không biết làm sao để ném gói bánh này. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ có một gia đình, hàng xóm. Họ luôn chia nhau một trái chuối cho 4-5 người. Đây là tình trạng tương tự truyền xuống cho những người mới ở phía sau. Cách này có phần giống bẻ bánh thuần chay như Chúa Giê-xu. Ồ, cái này, đây là cái gì? Phía sau đó. Đấy nha, quý vị ăn sạch nhà bếp của tôi rồi. Cũng muốn cái này nữa hả? Dạ. Đưa cho họ. Đưa cho họ làm kỷ niệm hay gì đó. Có còn hơn không? Không có bánh thuần chay nhưng cái này cũng được. Họ thích lấy thứ này. Vừa rồi tôi không biết cho tới khi họ nói cho con giấy gói. Và tôi nói, ồ, đó là ý kiến hay. Vậy thì tôi không cần phải lo dọn rác nữa. Được, còn câu hỏi nào không? Sau khi ăn, có lẽ quý vị có thể nói rõ hơn. Bởi vì mỗi ngày ăn súp, thấy nhiều quý vị không có sức để nói, đúng không? Súp ăn được không? Dạ được. Dạ ngon tuyệt. Mấy người Nga đâu rồi? Về hết rồi à? Hai người ở đây. Những người mới ở đây hả? Nhưng có 3 người đã về. Về hôm nay hả? Ok. Dạ, hôm qua. Tôi không có thời giờ để gặp mỗi ngày, cho nên đôi khi họ về. Nhưng họ về có vui không? Dạ vui. Vậy à? Được. Cô giờ trông khá hơn, không biết tại sao. Cô trông khá hơn trước. Có sức sống hơn một chút. Có sức sống. Bạn trai mới của cô đó hả? Dạ không, đó là... Không à. Bạn mới, siêu huynh. Đó là cha và con gái. Vậy à? Dạ, con gái đâu? Ôi, quý vị trông như... Tôi tưởng quý vị là anh em. Cô cũng từ Nga à? Dạ, dạ. Dạ, nhưng con sống ở Anh Quốc dài hạn. Vậy tốt vì cô có thể thông dịch. Dạ, dạ. Tuyệt vời. Và cô này đến từ Ukraine. Ukraine? Nhưng nói tiếng Nga. Dạ. Ukraine ngày nay ra sao rồi? Dạ, cũng vậy. Tốt hơn không? Dạ, tốt hơn. Tốt đẹp hơn ha? Dạ. Nhưng con sống ở Valencia. Valencia? Ok. Cô nói tiếng Tây Ban Nha được nhiều chứ? Dạ, tốt. Tốt hơn cho cô ha? Dạ, phải. Tiếng Tây Ban Nha, dĩ nhiên rồi. Ồ, tuyệt vời. Tôi mừng. Ngày nay chúng ta tự do đi đây đó, tự do hơn trước, thật tuyệt vời. Trước đây, ngay cả từ đây, lái xe đi xa vài mét, cũng cần phải có đóng dấu. Và ngày nay, chúng ta chỉ việc lái qua thôi, không ai ở đó để kiểm soát, không có gì hết. Lần đầu tôi trở lại Âu Châu qua khu vực Schengen, tôi cảm thấy mình là người thật sự. Không ai kiểm soát nữa, không cần giấy thông hành, không chiếu kháng, không gì cả. Rồi lúc đó, tôi đến Hungary, ôi, nào là giấy thông hành, chiếu kháng, tôi nói, ôi kìa, chúng ta đang ở đâu vậy? Và họ nói, không sao, năm sau không còn nữa, tôi nói được rồi, nhớ giữ lời hứa nha, tôi sẽ trở lại. Nhưng tại vài vùng, ngay cả ở Âu Châu vẫn còn chút giới hạn, như Gibraltar. Gibraltar khi đi qua, quý vị phải trình giấy thông hành của mình và giấy thông hành của chó mình nữa. Mặc dù chỉ cách nhau một con đường,
Khi đi ngang qua là phải trình giấy thông hành. Trở lại cũng trình giấy thông hành. Cô hiểu tiếng Anh của tôi không? Cô giúp Ren đó. Cô làm gì ở Valencia? Dạ, con làm trong nhà bếp. Nhà bếp, cô nấu ăn. Chà, dạ không. Phụ giúp, phụ bếp. Được rồi, cô thích việc đó. Dạ, rất thích. Rất thích. Dạ, rất thích. Ở đâu, nhà hàng Robin Hood hả? Dạ, nhà hàng Robin Hood. Phải rồi, tôi đoán vậy. Ý tưởng rất hay. Bây giờ chúng ta có nhà hàng Robin Hood ở khắp nơi, cho nên quý vị cũng có thể tới lui nếu không có việc làm. Hay nếu quý vị thích làm việc trực tiếp cho lợi ích thế giới, thì cứ làm việc ở nhà hàng Robin Hood. Tôi biết một số tiến sĩ, y sĩ, kỹ sư, họ mở nhà hàng Robin Hood hoặc làm việc ở nhà hàng Robin Hood. Không có vấn đề gì. Đó là một việc làm, và là một việc làm tốt, việc làm có công đức, và việc làm mình cảm thấy vui, việc làm có người chủ tốt, và việc làm có đồng nghiệp là những người tốt, nhiều khách hàng rất vui vẻ, việc làm rất vui, việc làm có khách hàng vui vẻ. Quý vị có thể tìm đâu một việc làm tốt hơn thế, đúng không? Và cho dù sư phụ có bế quan, không vấn đề gì, cứ đi. Chỉ lần này có hiểu lầm, chứ bình thường Robin Hood thì dễ. Quý vị có thể nghỉ phép. Không ai nói gì hết. Những việc làm khác quý vị phải nộp đơn lên tùy theo mình được nghỉ phép hay không. Nhưng nhà hàng Robin Hood đôi lúc họ đóng cửa cả nhà hàng, mọi người đến đây. Vì là người của mình, dễ mà. Như vậy tốt quá. Cô ở Valencia không vấn đề gì chứ? Có vấn đề chiếu kháng không? Con sống ở đó 21 năm. Ồ, cô đã sống 21 năm. Dạ, ở Tây Ban Nha. Dạ. Vậy bây giờ cô thành người Tây Ban Nha rồi. Dạ, nhiều nắng lắm. Nhiều nắng. Ồ, thật hả? Dạ, nhiều nắng. Nhiều. Ồ, rất nhiều ánh nắng mặt trời. Mucho sol. Rất nhiều nắng tiếng Tây Ban Nha. Nhiều nắng. Nhiều nắng. Vậy tốt. Tây Ban Nha rất nhiều phước báo. À, nhiều nắng. Tâm linh cao, đẳng cấp cao. Như vậy tốt. Ok, tốt lắm. Cô chưa từng trở lại giúp Ren để thăm viếng hay gì đó sao? Không à? Dạ, cách đây 8 năm. Cách đây 8 năm. Ok, giúp Ren. Giúp Ren bây giờ bình yên, phải không? Không quá tệ như trước đây. Tốt hơn đúng không? Tốt. Bây giờ có dễ du hành từ Ukraine không? Dạ, dễ. Trong tiếng Ukraine, tôi thương bạn Yatebe Kahayu. Yatebe Kahayu. Có nghĩa tôi thương bạn, con thương sư phụ. Tôi nghĩ tiếng Anh đơn giản hơn. Và tiếng Nga còn phức tạp hơn, phải không? Nhưng rất du dương. Du dương, phải, chắc chắn, phải, tiếng Anh đơn giản. Cho những người như tôi bận rộn. Còn tiếng Nga thì sao, cô nói lại xem. Dạ, Yatebia, lù. Hôm qua thì khác. Yatebia, blu. Nếu tôi chỉ nói blue, họ hiểu. Blue, chỉ blue. Sư phụ có thể, dạ phải. Ồ, Chúa ơi! Tại sao chúng ta có quá nhiều ngôn ngữ tuyệt vời vậy, nhưng khó học quá? Tôi nghĩ thế giới nên học chỉ một ngôn ngữ, ý tôi là một ngôn ngữ thông dụng, ví dụ như tiếng Anh. Thì mọi người khác có thể hiểu nhau, rồi có thể bắt đầu học ngôn ngữ bản xứ nào đó mà họ muốn. Chúng ta có thể giao tiếp dễ hơn. Ồ, tôi không thể nói blue suốt ngày. Chúng ta cần nói chuyện lâu. Và rồi tiếng Ukraine, tôi không hiểu. Rồi tiếng Slovenia, tiếng Hungary và Bulgari. Và tiếng của người thuần chay.
đủ loại ngôn ngữ. Nếu chúng ta chỉ nói một ngôn ngữ thì không phải là tốt sao? Ý nói một ngôn ngữ cho mọi người. Và mỗi quốc gia có ngôn ngữ riêng của họ. Học cách đó dễ hơn. Trước hết, quý vị nói tiếng Anh hay gì đó. Bất cứ gì họ chọn, họ có thể chọn một ngôn ngữ và mọi người nên học ngôn ngữ đó trong trường từ nhỏ rồi. Vậy thì khi ra thế giới, chúng ta luôn có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ quốc tế đó. Và rồi nếu tôi thích tiếng Nga, thì tôi đến Nga để học. Nhưng trước hết, tôi phải biết đi đâu làm gì, thì dùng ngôn ngữ quốc tế này trước. Phải không? Rồi tôi có thể đến Nga để học tiếng Nga, hay tôi có thể đến Ukraine để học tiếng Ukraine, chẳng hạn vậy. Nhưng trước tiên chúng ta cần giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ, sẽ dễ hơn nhiều, bớt chiến tranh hơn, tôi nghĩ vậy. Giả sử tôi đi đâu đó trong thế giới Hồi giáo hay thế giới Ả Rập và tôi không hiểu họ nói một lời nào và họ cũng không hiểu những gì tôi nói, thì tôi sẽ không biết cư xử ra sao. Khó mà học để cư xử cho thích hợp với quốc gia đó. Như nếu đi đến Ba Tư hay quốc gia Hồi giáo, quý vị phải đeo mạng che mặt, nhưng không biết tại sao. Rồi quý vị nói, ôi nóng quá, tôi không muốn đeo nữa. Nhưng quý vị nên đeo, ví dụ vậy. Nhưng quý vị phải biết điều đó. Thấy không? Một ngôn ngữ quốc tế sẽ rất tốt cho mọi người. Như vậy, chúng ta sẽ có hòa bình hơn trên thế giới và ít dùng thời giờ hơn để thông dịch. Liên Hiệp Quốc có rất nhiều ngôn ngữ. Đợi tới lúc họ dịch xong 4 hay 6 ngôn ngữ cho toàn bộ Hội đồng Bảo an, tất cả thành viên hội đồng, thì chiến tranh đã bộc phát rồi. Ở đâu đó, nhiều người đã chết rồi, không phải là chuyện đùa nữa. Nếu chúng ta chỉ liên lạc trực tiếp, ví dụ như nếu đi đến Iran, tôi không nói tiếng Ba Tư và không biết là tôi phải mang khăn che mặt trong cộng đồng Hồi giáo. Và người nào đó đến bảo tôi, nhưng tôi không biết làm sao để giải thích rằng tôi không biết. Nếu người đó thậm chí không nói được ngôn ngữ của tôi thì sẽ gây thêm rắc rối. Nếu nói được ngôn ngữ của tôi hay ngôn ngữ quốc tế, anh ta sẽ nói với tôi, đeo mạng che mặt này trước, tự bảo vệ mình và biểu lộ lòng tôn trọng đối với cộng đồng chúng tôi. Thì dĩ nhiên tôi sẽ đeo mạng che mặt. Nhưng nếu anh ta không biết làm sao để nói với tôi và giải thích cho tôi, rồi tôi không biết làm sao để nói và giải thích với anh ta hoặc hỏi anh ta, tôi nên hành xử ra sao? Thì cả hai chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Đó là cách vấn đề bắt đầu, rồi chiến tranh bộc phát. Nó bắt đầu từ những chuyện nhỏ xíu. Nếu tới quốc gia Hồi giáo và không đeo mạng che mặt trên đầu, họ nghĩ quý vị không có lòng tôn trọng. Và nếu quý vị không biết về điều đó thì rất khó khăn. Nhưng nếu tất cả nói một ngôn ngữ quốc tế, thì chúng ta có thể học hỏi mấy điều này trong tích tắc. Nếu biết tất cả những điều này, chúng ta có thể hiểu nhau và biết được quốc gia nào có cái gì, cái gì. Không phải là giúp ích rất nhiều cho hòa bình hay sao, đúng không? Dạ đúng. Và rồi, bởi vì hiểu lầm nhau do vấn đề ngôn ngữ, rồi có sự cản trở giữa người với nhau, giữa các nước với nhau, giữa công dân với nhau. Và rồi, từ một sự ngộ nhận mà dẫn đến rắc rối, dẫn đến chiến tranh, rồi mọi người đều sợ hãi lẫn nhau và nghĩ, ồ, đừng đến đó, không tốt. Những chuyện như vậy. Và rồi rất có hại cho thế giới về quan hệ giữa các quốc gia và khó mà có được hòa bình khi mình không nói cùng một ngôn ngữ. Đôi khi, qua phiên dịch, ý nghĩa không còn giống nữa. Thông dịch viên cũng có thể dịch sai, có thể hiểu lầm và thông dịch sai, rồi một người khác hiểu lầm. Nghe một ngôn ngữ khác là đã khó rồi, phải thông dịch ý nghĩa chính xác thì rất khó, vì đôi lúc ngôn ngữ rất phức tạp. Ngay cả tôi cũng bị hiểu lầm nhiều lần. Ví dụ, có một lần, tôi nhờ tìm một người ở Los Angeles và anh ta nói, ồ, anh ấy mắc dịch. Có nghĩa là anh ta đang bận thông dịch. Nhưng đó cũng có nghĩa là anh ấy mắc phải một loại bệnh dịch nào đó. Anh ấy mắc phải bệnh dịch, rất kinh khủng ở đâu đó, mắc dịch. Nghĩa là bận, anh ấy đang bận thông dịch, nhưng cũng có nghĩa là anh ấy bị một chứng bệnh kinh hoàng. Bệnh dịch lớn, virus, như cúm da cầm hay gì đó, đó là loại mắc dịch. Đó là một chuyện. Và rồi tôi đã kể quý vị nghe chuyện mặt bò. Người chăn bò trở thành mặt bò.
Và rồi có một lần, tôi nói chuyện với một nhóm người Formosa Đài Loan và họ nói chuyện rác rến gì đó, một chuyện vớ vẩn, nên tôi nói, đừng xì hơi quanh đây. Và thông dịch viên nói rằng, tôi muốn xì hơi, chính tôi. Ngay tại chỗ, người mắc dịch đó cùng một người. Nói thiệt đó, trong trường đại học quý vị biết rồi, nếu nói một chữ vào tai một người rồi truyền tới người thứ 50 thì nó trở thành một chữ khác rồi. Quý vị biết thử nghiệm đó phải không? À, thật vậy đó. Cho nên tôi luôn mong rằng toàn thế giới sẽ nói cùng một ngôn ngữ. Ở những quốc gia khác, nếu quý vị làm như vậy thì không sao. Nhưng ở Mỹ, nếu quý vị làm như vậy, biết không? Nếu quý vị để ngón tay giữa lên thì xấu lắm. Một số người không dùng chức năng của những ngón tay khác, chỉ muốn nói chuyện, biết không? Sư phụ, ngài thật buồn cười. Ngài rất khôi hài, sư phụ. Không, đó là sự thật. Dạ, đúng vậy. Anh ta chỉ muốn nói chuyện. Muốn diễn đạt ý của mình. Và rồi có người sẽ đánh anh ta. Nói thiệt đó. Quý vị có xem phim Tai họa cuối cùng của Mr. Bean chưa? Thấy không, anh ta chào mọi người. Rồi một anh chàng vạm vỡ xăm đầy mình và tóc dựng đứng đã làm như vậy với anh ta. Thế là ông Bean nghĩ, ồ, đây là cách chào hỏi nhau ở Mỹ. Cho nên đi đến đâu, ông ta cũng nói chào, chào, chào. Nhớ không? Tôi kể sự thật phải không? Quý vị xem phim này. Phim Mr. Bean với bức tranh có giá trị lớn mà ông đã làm hỏng. Có thể vậy. Giả sử có người đến từ một nơi rất xa, từ Trung Quốc, chưa hề xem phim Mỹ trước đây. Và nếu anh ta đến viếng nước Mỹ, nếu người ta làm như vậy đối với anh ta nghĩ, à, đây là cách thế giới tự do. Chào đón nhau thân mật. Tôi cũng không biết gì về việc này. Tôi học điều đó từ nước Mỹ. Thật sự như vậy. Giả sử người nào đó từ Phi Châu suốt đời sống trong làng của anh và tình cờ đến New York, anh cứ cười toe toét chào mọi người như cách anh thường làm, và nếu người nào đó làm như vậy với anh lần nữa thì anh nghĩ đây là cách người Mỹ. Ôi chu cha. Thật vậy phải không? Dạ phải, ý tôi là thật buồn cười nhưng có thể thật phải không? Như tôi đã kể quý vị nghe về xúc xích hot dog, nhớ không? Có hai người đến Mỹ và họ muốn hòa nhập với người Mỹ để trông họ không quá lạ lùng. Thế rồi họ thấy mọi người xếp hàng để mua xúc xích, họ cũng xếp hàng để mua xúc xích. Họ được đưa cho hai cái túi, mỗi người một túi. Khi họ ngồi lên bậc cầu thang và mở ra ăn, người thứ nhất hỏi người thứ hai, anh có bộ phận nào của con chó vậy? Bởi vì anh nghĩ đó là một bộ phận khác mà anh có nhầm bộ phận. Nói thiệt đó. Đó là vì sao có chiến tranh. Quá nhiều khác biệt. Quá nhiều ngôn ngữ. Quá nhiều nền văn hóa. Và không nhiều phương tiện để hiểu nhau. Giả sử có người đã giận dữ vì quý vị không đeo mạng che mặt trong làng của anh, rồi quý vị còn bắt đầu nói chuyện một cách kỳ lạ hoặc dùng ngôn ngữ ngón tay, thì dĩ nhiên anh ta càng giận hơn và điều đó có thể gây rắc rối.
Cho nên hãy nhớ, nếu quý vị đến Mỹ, đừng bao giờ dùng ngón tay giữa, hiểu chứ? Tôi nói thật. Tôi cũng phải học rất nhiều thứ. Tiếng lóng. Ở Mỹ đủ loại tiếng lóng. Như trước đây tôi không biết nghĩa là gì khi họ nói ôi cô gái đó nóng, quyến rũ. Tôi nghĩ tại sao cô ta nóng nhỉ? Tôi tưởng cô ta lên cơn sốt hay gì đó. Và rồi tôi thấy một cậu bé. Tôi nghe từ đó rất nhiều nhưng vẫn chưa hiểu đó là gì. Rồi một ngày nọ, tôi thấy một cậu bé xé rách một phần quần jean của cậu. Xé rách một chút, chỗ này, chỗ kia. Tôi nói, tại sao cậu làm vậy? Cậu ta nói, như vậy trông nóng, quyến rũ hơn. Tôi nói, nếu xé rách quần, thì cậu sẽ cảm thấy mát hơn chứ, sao lại cảm thấy nóng hơn? Áo hở và quần jean rách. Biết không? Như vậy, trông mới nóng, quyến rũ. Tôi nói, trời ơi, tôi thắc mắc vì mặc ít áo quần thì cảm thấy mát chứ sao lại... Nói thiệt mà. Cho nên, trước khi quý vị đi đến bất cứ quốc gia nào, cố gắng nghiên cứu càng nhiều càng tốt về nước đó nha. Đừng cứ đi bừa. Quý vị có thể mời rắc rối tới. Dạ, đúng vậy. Đó là lý do nhiều người gặp phải rắc rối. Vì không quan tâm đến nền văn hóa, trào lưu và đồng thời truyền thống của nước người ta. Một số người dân rất bảo thủ. Không phải ai trong nước đó cũng đều cởi mở hay có thể Tây phương hóa hay phóng khoáng hoặc hiểu chuyện về đất nước của quý vị hay thời trang mới nhất hoặc váy ngắn hay gì đó. Cho nên, nếu đi đến nơi nào đó, quý vị tôn trọng truyền thống của nước đó bằng cách học hỏi trước. Thật ra, quý vị không thể học được nhiều lắm. Rất khó, phải không? Ví dụ như, nếu quý vị muốn đi Iran, chẳng hạn, quý vị có thể đọc một số tài liệu trên mạng Internet từ tòa đại sứ, nhưng không phải mọi thứ. Không phải tất cả. Thật kinh khủng, vì chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ. Ít ra ở đây chúng ta nói cùng một ngôn ngữ quán âm. Dạ, đó là lý do. Chúng ta hiểu rõ nhau và cảm thấy thoải mái với nhau. Dạ phải. Ngôn ngữ bên trong khai mở tâm hồn mình và khai phóng chúng ta thoát khỏi mọi biên giới, khỏi những định kiến và quan niệm bảo thủ. Cứng nhắc. Nó khai phóng chúng ta thoát khỏi rất nhiều thứ, nhưng không phải chỗ nào cũng đều như vậy. Không phải chỗ nào cũng đều như gia đình quán âm. Cho nên nếu quý vị du hành, hãy nhớ kiểm xem càng nhiều càng tốt về y phục phải mặc ở đó, cách cư xử ra sao. Như ở Ấn Độ, như vậy có nghĩa là được. Quý vị biết rồi, phải không? Cho nên nếu quý vị muốn nói được với người ta, quý vị đừng nói như vậy. Ở Ấn Độ, quý vị phải nói, đó là được. Nếu quý vị không có câu hỏi nào, thì chúng ta có thể đi thiền. Hôm nay có người nào tôi chưa gặp không? Không, tôi gặp tất cả rồi, đúng không? Người Formosa, Đài Loan và Trung Quốc, dù sao họ cũng ngồi khắp nơi. Đây là nhóm cuối, phải không? Nhóm thiểu số. Yeah. Okay, then. Yeah, vậy thì được rồi. Quý vị có vui không? Dạ vui. Tôi mừng là quý vị vui. Và tôi nói quý vị hay. Cho dù quý vị đến đây không vui thì mấy thuần chai công ty bánh cũng vui. Mấy công ty đồ ăn ngọt. Họ chưa bao giờ bán nhiều như vậy chỉ trong vài tuần. Mỗi ngày. Nên ít ra chúng ta cũng giúp một số người ở đây vui. Đó là công đức tốt, phải không? Dạ phải. Dạ, chúng con cũng rất vui. Được rồi, không có câu hỏi thật sao? Rồi, cô muốn hỏi gì? Kính chào sư phụ. Chào. Nói ta nghe. Thưa sư phụ, con chỉ xin nói với ngài. Đây không phải là câu hỏi tâm linh. Nhưng cuối cùng, con dọn ra khỏi nhà. Cô dọn ra ngoài. Chù chà, dạ chưa, con sẽ dọn. Con dọn ra ngoài vào cuối tháng 9. Và con xin cảm ơn sư phụ.
vì Ngài đã tạo ra một phép lạ khác, sư phụ. Lúc đó con ngồi thiền ở bãi biển và điện thoại con reo và đó là một khách hàng muốn mướn một mảnh đất. Một đoàn thể rất lớn muốn mướn một mảnh đất. Thế là con nói với ông ta được, ông có thể thử xem nhà của tôi. Ông ta nói được. Ồ, vậy hả? Rồi họ đến, sư phụ, và họ thích nhà con lắm. Đó là một gia đình dễ thương từ Đức. À, sẽ mướn căn nhà 3 tới 5 năm. Sư phụ, vậy là con có thể dọn đi và rồi con tìm được một chỗ nhỏ xinh ở phía đông như Ngài đã nói với con. Cho nên con chỉ muốn nói cảm ơn sư phụ. Hay quá. Chúc mừng. Vậy bây giờ cô có đủ tiền rồi ha? Dạ, con sắp đủ. Sau khi bán căn nhà đó, cô sẽ có đủ. Dạ. Trả nợ thêm đúng không? Dạ. Và rồi cô sẽ tự do hơn. Cảm ơn sư phụ. Rồi có lẽ tôi sẽ gặp cô thường xuyên hơn. Dạ. Miễn là Ngài cho phép, con sẽ tới. Được, được. À, cảm ơn Ngài. Thôi, tôi đi nha. Quý vị có thể đi thiền. Được chứ? Dạ. Cảm ơn sư phụ. Trước khi sinh con, quý vị phải có kế hoạch, gọi là kế hoạch hóa gia đình. Phải bảo đảm cho con quý vị sẽ có đủ tiền để sống với quý vị, cả hai quý vị, và đi học. Ít nhất, quý vị phải làm gì đó. Vì đứa trẻ khác sẽ hỏi con quý vị, cha bạn làm về ngành gì? Cha bạn làm gì? Mẹ bạn làm gì? Rồi cậu bé nói không làm gì cả. Họ sống nhờ vào chính phủ chẳng hạn, vậy là không tốt. Và nếu mọi người trong nước không làm việc mà chỉ sinh con như vậy và không ai đi làm việc mà chỉ sống nhờ các chương trình xã hội của chính phủ, vậy là không tốt, phải không? Và làm sao chính phủ có tiền để sửa đường lộ, xây bệnh viện và chăm sóc những người thật sự gặp khó khăn, không thể làm việc, như người khuyết tật, người già. Hay có lẽ đôi khi là những cha mẹ đơn thân không thể làm việc. Nếu có cả cha và mẹ thì ít nhất một người nên đi làm. Đủ tiền để giữ gìn phẩm giá, để sống và cũng để đền ơn cho xã hội, trả tiền thuế. Vì nếu không ai trả thuế thì quốc gia bị phá sản. Hệ thống Âu Châu rất tốt. Họ chăm sóc cho người dân của họ. Nếu không đi làm, thì quý vị cũng vẫn có tiền này nọ. Nhưng nếu mọi người lợi dụng điều đó, thì ngay cả quốc gia giàu cũng tan hoang, phá sản. Chúng ta nên sống thành thật, lương thiện. Vì nếu chúng ta có tiền để trả cho chính mình, thì không sao. Nhưng nếu phải dựa vào chính phủ, tiền của những người trả thuế khác, thì không tốt. Nhất là nếu quý vị sống ở Âu Châu, quốc gia văn minh hơn rồi, không như ở Phi Châu hay ở một số quốc gia khác. Người ta không có phương tiện để ngừa thai. Đại khái vậy, thì điều đó còn có thể tha thứ được. Nhưng ở Âu Châu, quý vị có phương tiện để ngừa thai. Cho nên quý vị cần phải nghĩ đến việc có nên sinh con hay không. Thì cũng không sao, nếu bất ngờ có lẽ quên dự tính hoặc đã hoạch định nhưng không thành công, lỡ có một đứa con thì phải lo liệu là mình đi làm cho đủ để kiếm tiền cho đứa con. Phải, đó là nhiệm vụ của quý vị. Khoái lạc không rẻ đâu. Vài phút khoái lạc là 20 năm làm việc. Nói thiệt đó. Nếu quý vị sống trong quốc gia ít phát triển thì không sao. Những chuyện này xảy ra vì quý vị không biết cách hoạch định và việc đó khó. Nhưng nếu sống ở Bali, quý vị phải biết nhiều hơn. Cả hai người nên biết. Không phải chỉ một người. Đây không phải là cái cớ hay. Cho dù vậy, thôi được, quý vị làm lỗi thì phải làm việc để trả cho lỗi đó. Đừng để xã hội trả cho lỗi của mình. Người ta làm việc rất cực nhọc để trả thuế. Họ làm việc mỗi ngày, thức khuya dậy sớm.
và làm đủ loại công việc trong đủ loại thời tiết, đủ loại hoàn cảnh để mang tiền về nhà và cũng để trả thuế. Quý vị không thể sống bằng tiền thuế đó, không thể sống bằng lao động khó nhọc của người khác. Đó là những gì tôi nói. Đó là quan điểm của tôi. Quý vị không bắt buộc phải chấp nhận nó, nhưng quý vị nên làm vậy. Đó là một quan điểm hợp lý. Mọi người nên làm việc nếu không có đủ tiền. Nếu cha mẹ quý vị có đủ tiền cho mình thì được. Có lẽ tôi không nói gì, nhưng nếu không có tiền thì quý vị nên đi làm. Nếu quý vị vẫn còn làm việc được, nếu quý vị vẫn còn trẻ và có khả năng thì nên và phải đi làm chứ, được không? Dạ, mọi người ha. Dạ, quý vị ở đây và những ai ở nhà khắp nơi. Và ngay cả người tị nạn này kia phải đi làm. Đừng cứ dựa vào hệ thống an sinh xã hội của quốc gia nhận mình. Làm vậy không tốt. Hệ thống an sinh xã hội có thể giúp cho quý vị tạm thời khi mới đến. Chưa có việc làm, không biết ngôn ngữ. Sau đó, quý vị phải học ngôn ngữ của họ đi làm. Đóng góp cho đất nước đã tử tế với mình để cho họ có thể tiếp tục sống và có lẽ có thể nhận thêm người tị nạn nếu cần. Không phải quý vị đến đó rồi ở đó trở thành công dân của họ và rồi sống nhờ vào hệ thống xã hội của họ. Tôi không khuyên điều đó. Mọi người nên làm việc khi có thể. Nếu quý vị không thể làm việc vì lý do thân thể hay gì đó thì chuyện đó khác, nhưng quý vị không thể cứ sống như vậy và ăn bám vào xã hội. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Ngay cả nước Đức giàu có, Anh giàu có, Pháp giàu có, nhưng mỗi công dân của họ đều góp phần vào đó. Từ chính sức lao động của họ, trả tiền thuế, đó là lý do quốc gia họ giàu. Nhưng nếu mọi người đến từ quốc gia bên ngoài, trở thành người tị nạn chẳng hạn và chỉ sống nhờ vào hệ thống đó, thì không bao lâu hệ thống đó sẽ sụp đổ. Không còn tiền cho người dân của họ hoặc cho những người tị nạn mới. Nếu có thêm người gặp khó khăn đến, họ không còn tiền dự trữ.
Trước khi sinh con, quý vị phải có kế hoạch, gọi là kế hoạch hóa gia đình. Phải bảo đảm cho con quý vị sẽ có đủ tiền để sống với quý vị, cả hai quý vị, và đi học. Ít nhất quý vị phải làm gì đó, vì đứa trẻ khác sẽ hỏi con quý vị, cha bạn làm về ngành gì, cha bạn làm gì, mẹ bạn làm gì, rồi cậu bé nói không làm gì cả, họ sống nhờ vào chính phủ chẳng hạn, vậy là không tốt. Và nếu mọi người trong nước không làm việc mà chỉ sinh con như vậy, và không ai đi làm việc mà chỉ sống nhờ các chương trình xã hội của chính phủ, vậy là không tốt, phải không? Và làm sao chính phủ có tiền để sửa đường lộ, xây bệnh viện và chăm sóc những người thật sự gặp khó khăn, không thể làm việc, như người khuyết tật, người già. Hay có lẽ đôi khi là những cha mẹ đơn thân không thể làm việc. Nếu có cả cha và mẹ thì ít nhất một người nên đi làm, đủ tiền để giữ gìn phẩm giá, để sống và cũng để đền ơn cho xã hội, trả tiền thuế. Vì nếu không ai trả thuế thì quốc gia bị phá sản. Hệ thống Âu Châu rất tốt. Họ chăm sóc cho người dân của họ. Nếu không đi làm thì quý vị cũng vẫn có tiền này nọ. Nhưng nếu mọi người lợi dụng điều đó, thì ngay cả quốc gia giàu cũng tan hoang, phá sản. Chúng ta nên sống thành thật, lương thiện. Vì nếu chúng ta có tiền để trả cho chính mình thì không sao. Nhưng nếu phải dựa vào chính phủ, tiền của những người trả thuế khác thì không tốt. Nhất là nếu quý vị sống ở Âu Châu, quốc gia văn minh hơn rồi, không như ở Phi Châu hay ở một số quốc gia khác, người ta không có phương tiện để ngừa thai, đại khái vậy, thì điều đó còn có thể tha thứ được. Nhưng ở Âu Châu, quý vị có phương tiện để ngừa thai, cho nên quý vị cần phải nghĩ đến việc có nên sinh con hay không. Thì cũng không sao. Nếu bất ngờ, có lẽ quên dự tính hoặc đã hoạch định nhưng không thành công, lỡ có một đứa con, thì phải lo liệu là mình đi làm cho đủ để kiếm tiền cho đứa con. Phải, đó là nhiệm vụ của quý vị. Khoái lạc không rẻ đâu. Vài phút khoái lạc là 20 năm làm việc. Nói thiệt đó. Nếu quý vị sống trong quốc gia ít phát triển thì không sao. Những chuyện này xảy ra vì quý vị không biết cách hoạch định và việc đó khó. Nhưng nếu sống ở Bali, quý vị phải biết nhiều hơn. Cả hai người nên biết, không phải chỉ một người. Đây không phải là cái cớ hay. Cho dù vậy, thôi được, quý vị làm lỗi thì phải làm việc để trả cho lỗi đó, đừng để xã hội trả cho lỗi của mình. Người ta làm việc rất cực nhọc để trả thuế. Họ làm việc mỗi ngày, thức khuya, dậy sớm, và làm đủ loại công việc trong đủ loại thời tiết, trong đủ loại hoàn cảnh để mang tiền về nhà, và cũng để trả thuế. Quý vị không thể sống bằng tiền thuế đó, không thể sống bằng lao động khó nhọc của người khác. Đó là những gì tôi nói. Đó là quan điểm của tôi. Quý vị không bắt buộc phải chấp nhận nó, nhưng quý vị nên làm vậy. Đó là một quan điểm hợp lý. Mọi người nên làm việc nếu không có đủ tiền. Nếu cha mẹ quý vị có đủ tiền cho mình thì được. Có lẽ tôi không nói gì. Nhưng nếu không có tiền, thì quý vị nên đi làm. Nếu quý vị vẫn còn làm việc được, nếu quý vị vẫn còn trẻ và có khả năng thì nên và phải đi làm chứ. Được không? Dạ. Mọi người, ha? Dạ. Quý vị ở đây và những ai ở nhà, khắp nơi. Và ngay cả người tị nạn này kia phải đi làm. Đừng cứ dựa vào hệ thống an sinh xã hội của quốc gia nhận mình. Làm vậy không tốt. Hệ thống an sinh xã hội có thể giúp cho quý vị tạm thời khi mới đến, chưa có việc làm,
không biết ngôn ngữ. Sau đó, quý vị phải học ngôn ngữ của họ đi làm, đóng góp cho đất nước đã tử tế với mình, để cho họ có thể tiếp tục sống và có lẽ có thể nhận thêm người tị nạn nếu cần. Không phải quý vị đến đó rồi ở đó trở thành công dân của họ và rồi sống nhờ vào hệ thống xã hội của họ. Tôi không khuyên điều đó. Mọi người nên làm việc khi có thể. Nếu quý vị không thể làm việc vì lý do thân thể hay gì đó thì chuyện đó khác, nhưng quý vị không thể cứ sống như vậy và ăn bám vào xã hội. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Ngay cả nước Đức giàu có, Anh giàu có, Pháp giàu có, nhưng mỗi công dân của họ đều góp phần vào đó. Từ chính sức lao động của họ, trả tiền thuế, đó là lý do quốc gia họ giàu. Nhưng nếu mọi người đến từ quốc gia bên ngoài, trở thành người tị nạn chẳng hạn, và chỉ sống nhờ vào hệ thống đó, thì không bao lâu hệ thống đó sẽ sụp đổ. Không còn tiền cho người dân của họ, hoặc cho những người tị nạn mới, nếu có thêm người gặp khó khăn đến, họ không còn tiền dự trữ để chăm sóc nữa. Mọi quốc gia, dĩ nhiên họ cũng có tiền cho công quỹ khác. Nhưng càng có nhiều tiền thì càng tốt, để khi có thiên tai, họ có thể đến giúp đỡ người dân của họ. Khi họ có rắc rối hoặc khi có thêm người mới đến vì nhiều lý do khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, họ có thể chăm sóc những người này một thời gian cho tới khi người tị nạn tự lực được. Nhất là quý vị, người tu hành, nên biết điều đó, biết không? Dạ, biết. Quý vị phải đền ơn lòng tử tế của xã hội. Cho dù không phải là người tị nạn, quý vị cũng sống trong quốc gia đó. Bước đi trên đường phố, đến trường học. Quý vị dùng bệnh viện, đủ loại tiện nghi, nhờ tiền trả thuế. Nếu mình không trả thuế, không làm việc, thì hệ thống này sẽ sụp đổ. Được rồi. Quý vị, ban làm việc, có câu hỏi gì không? Nhân tiện đây. Dạ không. Không à? Dạ không. Tất cả quý vị đều ổn chứ? Dạ ổn. Cô làm công việc gì trước khi đến đây? Làm sao cô có thể nghỉ phép lâu như vậy? Sinh viên cho nên con... Sinh viên. Dạ, nghỉ hè. Nghỉ hè, dạ. Được rồi, sinh viên gì mà giàu vậy? Nghỉ hè dài. Được rồi. Còn mọi người khác thì sao? Con xin nghỉ phép trong hãng. Chỉ tình cờ đúng với khoảng thời gian của kỳ bế quan này. Vậy hả? Một tuần hay một tháng? Dạ, hai tháng. Nghỉ phép hai tháng. Công ty gì vậy? Tôi đi làm ở đó. Không có gì, thưa sư phụ. Có người giúp làm công việc của con, cho công việc của con. Ồ, và để con đi. Ồ, hay quá. Hãng cũng đang bớt việc cho nên họ để con đi. Được. Tôi cảm ơn việc làm tình nguyện của vị ở đây. Nhưng nhớ nấu cho ngon, dù chỉ có món súp. Nếu tôi nghe bất cứ ai than phiền, tôi sẽ đuổi quý vị đấy. Tôi sẽ tình nguyện đuổi quý vị. Cái này nữa, có thể đưa cho họ. Những người ở lại quá lâu, nếu họ muốn ăn thức ăn đặc hơn, quý vị có thể nấu cho họ vậy nhé. Đã dặn quý vị trước đây rồi, mọi người nghe bây giờ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ cho việc làm tình nguyện. Nhưng ta đã nói với quý vị rồi, nếu có người nào tình nguyện than phiền, thì tôi tình nguyện đuổi quý vị đó. Tạm biệt. Tiếng Ý. Tạm biệt. Hãy bảo đảm là quý vị thiền nha. Dạ, dạ vâng sư phụ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tôi có mang điện thoại. Điện thoại quan trọng đối với tôi. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, tôi có thể gọi bất cứ ai hoặc gọi cảnh sát cho chúng ta. Vì quý vị không gọi họ, quý vị không có nó ở đây, nhưng tôi có. Thấy không? Tôi có số cảnh sát, số lính cứu hỏa ở đây. Ít ra là cảnh sát, cấp cứu, bệnh viện, bất cứ gì. Vì có lẽ quý vị không có điện thoại bên cạnh. Điện thoại di động cứu nhiều người. Khi tòa nhà của họ sụp đổ hay khi động đất, hoặc họ bị chôn vùi bên trong, hay chuyện gì tương tự, không ai có thể tìm ra họ. Họ có thể gọi điện thoại cho người ta, gọi và nghe tiếng reo của điện thoại, rồi họ có thể biết quý vị ở chỗ nào.
Được rồi, chúc quý vị ngủ ngon. Cảm ơn sư phụ. Chúc ngủ ngon.